tưởng sẽ thuộc lòng ca khúc này. Và chúng con hết sức là mong muốn nếu như giai điệu của ca khúc này vang lên thì tất cả quý vị Phật tử có mặt trong chương trình ngày hôm nay sẽ cùng hòa cùng giọng hát của mình vào ca khúc này, bởi vì ca khúc này hết sức quen thuộc để chúng ta cùng chiêm tán công đức và tôn vinh phẩm hạnh của Đại Quan Thế Âm nha quý vị. Và cùng một tràng pháo tay thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của bé Phương Trinh qua ca khúc Lạy Phật Quan Âm và Tốt Muối trình bày. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức. Tỏa trên đèn, yêu thần tỏa.